thuận nhau, cầu xin thần Chúa vì chi thì Chúa sẽ cho chúng ta. Qua cái lời cầu nguyện cầu thai, anh chị em biết rất là đặc biệt, nhiều nơi được sự chữa lành, nhiều người được chữa lành, rồi nhiều người được sự giúp giấy để được trỗi dậy, nhiều người được yên ủi, được sự khích lệ khi biết được rằng chúng ta đang cầu thai cho họ. Cho nên tôi tin rằng những ai là người cầu thai, những ai có tâm tình cầu thai thì chúng ta sẽ được phước. Trước khi tôi chia sẻ lời Chúa để làm nền tảng cho sự cầu nguyện ngày hôm nay, thì sau cái giờ tôi chia sẻ thì tôi xin được phép là tôi phải đi đi Biên Hòa liền, bởi vì có một cái đám tang của một người anh em ở trong Chúa, không phải hội thánh của chúng ta, nhưng là người anh em trong Chúa thuộc một hội thánh khác. Hình như là họ thấy tôi thường hay làm đám tang ở trên có live stream á, cho nên là tôi rất là xô trong lĩnh vực về vấn đề đám tang. Nhưng mà hội thánh mình cũng có nha anh chị em, đó mình tới hôm nay chỉ có bây giờ từ hôm dịch tới nay là có một người thôi, nhưng mà không phải bị COVID. Hội thánh mình không có bị COVID, nên xin lỗi, có bị COVID nhưng mà được chữa lành, không có chết vì COVID. Chúng ta không thách thức, nhưng mà chúng ta biết rằng là Chúa có ân điển cho chúng ta. Chú này năm nay cũng trên 70 rồi, và chú này tôi đã có cơ hội gặp chú này khoảng hơn 10 năm rồi, và tôi là người giúp đỡ cho cái nhà của chú để trở thành cái điểm nhóm, và sau đó thì giao lại cho hội thánh bên đó, tên là hội thánh Phục Hưng, không phải là hội thánh truyền giáo Phục Hưng mà hội thánh Phục Hưng. Cảm tạ Chúa thì tôi đã có cơ hội để có mối liên lạc, rồi con của chú cũng có tham gia học trường Kinh Thánh, dầu chưa tốt nghiệp nhưng mà học được năm thứ nhất, thì đó cũng là một cái điều sự khích lệ. Họ bây giờ thì đang ở Biên Hòa, họ trước đây họ có cái nhà căn nhà ở Bình Thạnh mà bán căn nhà đó lên Biên Hòa để mua cái căn nhà rộng, khá là rộng, và làm điểm nhóm ở trên đó. Cô này có một cái đời sống rất yêu mến Chúa, và cô sẵn sàng bước đi trong cái sự kêu gọi của Chúa, kể cả căn nhà đó mới mua đó, nhưng mà Chúa kêu gọi cô là cô bán luôn, là cô đi. Trước đây cô mua ở Gò Vấp, và căn nhà đó sau đó thì Chúa kêu gọi cô lên trên đi ngoài để mở hội thánh trên đó, và cô quyết định bán căn nhà, mặc dù bán thấp hơn cái giá thị trường một chút, nhưng mà cô quyết định cô bán và cô đi trên đó. Thì chồng của cô năm nay 70 mấy tuổi, và chú tôi được biết hôm thứ năm là chú bị hôn mê, và sáng ngày hôm qua chú đã về với Chúa sáng ngày hôm qua. Tức là tôi đi ngoài chỗ chị Hằng xong là tôi trên đường về, là tôi nhận được tin là chú bệnh viện trả về, và sáng hôm qua thì qua đời. Cho nên một chút nữa tôi xin mời cô Mai Dương giúp đỡ để điều phối cái vấn đề cầu thai nha. Chú Mai Dương giúp tôi. Dạ. Siêu Vân, con đang có mặt ở đây. Có gì một chút con cái nêu cái nan đề. Rồi. Hiện tại thì cái điểm nhóm chỗ Siêu Vân đã hoàn tất, nhưng mà còn cái lót nền và còn thiếu vài triệu. Và tôi hôm Tết, trước Tết tôi thăm cho nó, và các em cũng nói rằng là các em định là tráng xi măng, tôi nói không, đừng tráng xi măng, hãy lót gạch. Tại vì tráng xi măng là nó cũng là số tiền có thể là thấp hơn một chút, nhưng mà nó lại không có bền lâu, cho nên tôi thách thức là lót gạch. Và sau khi hội thờ thì thờ nó là khoảng 10 triệu, và cũng thách thức hội thánh để các em dự phần vào trong công việc đó. Cho nên xin ta thêm cùng lời cầu nguyện cho chỗ nhà nguyện chỗ Siêu Vân. Tôi sẵn cũng nêu nan đề luôn là chúng ta cũng thêm lời cầu nguyện cho nhà nguyện ở Đại Lộc Hưng, vì đã bị giải tỏa, tức coi như giải tỏa bất cái phòng nhóm, cho nên là cái tiền giải tỏa không đủ để xây dựng lại, tại vì ở vùng miền quê cho nên là không có đủ để xây dựng lại. Và khi mà xây dựng lại cái căn nhà
để mà phải lên tấm để có cái chỗ để mà thờ quần Chúa, thì cái chi phí nó ra tới khoảng gần 500 triệu. Đây là một cái con số khá lớn, hội thánh không có khả năng. Cho nên chúng ta hãy cầu nguyện cho ở tại Lộc Kinh. Hôm nay con nhớ con ghi lại cái nhu cầu cầu nguyện cho Lộc Kinh nha. Còn không thì một chút thầy sẽ gửi cái thông tin cầu thai. Dạ. Rồi, bây giờ chúng ta sẵn sàng nghe lời Chúa nha. Xin chúng ta cùng mở ra lời Chúa ở trong Sử Ký thứ 2 chương 30 câu số 20. Sử Ký 2 chương 30 câu số 20. Hiện nay thì cái giờ cầu nguyện của chúng ta đó nó bị trùng với cái giờ nhóm của nhiều điểm nhóm vào chương thứ 7, cho nên là một số chị em không tham gia với chúng ta được. Tôi cũng đắn đo lắm nếu mà thì mình sẽ thay đổi cái giờ cầu nguyện để nhiều người được tham gia trong sự cầu nguyện. Dạ, chúng ta cùng nhau đọc chung tại nơi chúng ta đang ngồi, chúng ta cùng nhau đọc chung câu Kinh Thánh này. Xin bắt đầu. Đức Giê-hô-va dũ nghe lời cầu nguyện của Ê-xê-chia và chữa lành cho dân sự. Xin chúng ta đọc lại một lần nữa. Đức Giê-hô-va dũ nghe lời cầu nguyện của Ê-xê-chia và chữa lành cho dân sự. Rồi, xin cảm ơn anh chị em. Chủ đề tôi chia sẻ với anh em hôm nay đó là lời cầu nguyện của người lãnh đạo. Lời cầu nguyện của người lãnh đạo. Chúng ta biết về Ê-xê-chia, ông là một người kính sợ Chúa. Dẫu cho cuối đời của ông như thế nào, chúng ta không phán xét về vấn đề đó, nhưng mà chúng ta biết rằng là chính ông là người đã khôi phục lại cái sự thờ phượng. Nếu chúng ta hiểu được cái điều này, muốn hiểu điều này rõ hơn, thì anh chị em có thể bắt đầu đọc từ trong Sử Ký thứ 2 chương 29 trở đi cho đến 31, hết 31, thì chúng ta sẽ biết được đời sống của Ê-xê-chia như thế nào. Ở trong chương 29 từ câu 1 cho đến câu 11 thì Ê-xê-chia lặp lại cái sự thờ phượng Đức Chúa Trời. Bởi vì trước đó cái người tiền nhiệm đã không có một cái sự thờ phượng đúng đắn, dân sự họ buông lung và họ không có đi theo một cách đúng đắn. Vua cha của Ê-xê-chia đã làm một cái điều không đúng đắn, cho nên là Ê-xê-chia đã lặp lại cái sự thờ phượng. Rồi tiếp theo nữa là gì? Là Ê-xê-chia khích lệ dân Israel, đặc biệt là dòng dõi người Lê-vi, tức là người đang hầu việc Chúa ở trong đền thờ của Chúa, để họ lặp lại hay là sửa lại hay là dọn lại cái đền thờ. Đó là cái bước thứ hai. Và cái thứ ba đó là Ê-xê-chia đã dâng của lễ cho Chúa. Dâng của lễ cho Chúa. Và cái điều thứ tư đó là Ê-xê-chia thiết lập lại để giữ cái lễ vượt qua, để nhắc cho dân Israel nhớ rằng họ đã được Chúa ngài đem họ ra khỏi xứ Ai Cập. Và chúng ta thấy những cái điều mà Ê-xê-chia đã làm. Và cuối ở trong đoạn 30 câu 20 thì Đức Giê-hô-va lắng nghe lời cầu nguyện của Ê-xê-chia và chữa lành cho dân sự. Ở đây Ê-xê-chia là một vị vua. Nếu đất nước của chúng ta mà có một người lãnh đạo là một người kính sợ Chúa thì quá thật đó là một phúc hạnh anh chị em. Quá thật là một phúc hạnh. Vì cái đó nói rằng nước nào có Giê-hô-va làm Đức Chúa Trời của mình thì lẽ làm có phước thay. Dân mà tộc nào có Giê-hô-va làm Đức Chúa Trời thì lẽ làm có phước thay. Như vậy cùng cái mạch văn câu Kinh Thánh, cùng một cái ngữ cảnh như thế, và chúng ta có thể nói là gì? Là một cái hội thánh nào có một người lãnh đạo kính sợ Đức Chúa Trời thì có phước hay. Anh chị em ai điều này không? Rồi chúng ta nói là nếu như một gia đình nào mà có người cha, có người chồng kính sợ Đức Chúa Trời thì có phước hay. Trong những ngày qua, từ ngày 22 cho đến ngày hôm nay, chúng ta thấy cái chiến sự đã xảy ra ở tại đất nước Ukraine. Thực tế Ukraine là một đất nước tin Chúa nhiều nhất ở trong cái khối Đông Âu. Tức là những cái nước mà đã từng ở trong cái khối Xô Viết và đã tách ra. Thì Ukraine là một đất nước kính sợ Chúa. Tổng thống của Ukraine hiện bây giờ, ông là người Do Thái. Nhưng mà cha mẹ ông đã trở về Do Thái rồi. Nhưng mà ông quyết định không trở về Do Thái để ông ở lại để giúp đỡ cho đất nước Ukraine. Ông là một người mà đã được dân bầu lên để lập một cái trang sử mới cho đất nước Ukraine.
Nhưng mà chúng ta thấy rằng đất nước Ukraine muốn làm cho Chúa, muốn phục vụ Chúa, và người dân Ukraine muốn trở thành một thành viên của NATO. Bởi vì sao? Vì họ không muốn ở dưới cái sự độc tài cai trị. Và bây giờ Tổng thống Putin đã ra lệnh để tấn công. Bởi vì thế Ukraine không có thuận phục. Nhưng mà nghe, đó là một cái vấn đề của thế gian. Nhưng nếu chúng ta nhìn một cách tổng thể thì anh chị em sẽ thấy rằng không có một cái điều gì mà Đức Chúa Trời Ngài không biết. Nhưng mà Đức Chúa Trời muốn chúng ta dâng lên lời cầu nguyện. Chúng ta có thể cầu nguyện cho đất nước của chúng ta, nhưng chúng ta cũng có thể cầu nguyện cho đất nước Ukraine. Chúng ta không có cái gì để có thể giúp đỡ Ukraine ngoài sự cầu nguyện báo chép. Và dân Ukraine là dân kính sợ Chúa, là dân tin Chúa. Phần lớn dân số Ukraine là người kính sợ Chúa. Trong đó có cả chính thống giáo và có cả cơ đốc giáo. Chính thống giáo là một người tin Chúa, họ không có thờ hình tượng thôi. Cho nên buổi chiều hôm nay, trong cái lời cầu nguyện này, nếu ai có lòng thương men cầu nguyện cho dân Ukraine thì anh chị em hãy xung phong để cầu nguyện. Và không phải chúng ta cái lời cầu nguyện chúng ta trở nên vô nghĩa đâu. Bởi vì cái lời cầu nguyện của chúng ta sẽ đem lại một cái vũ khí thuộc linh. Nó đem lại một cái sức mạnh trong thuộc linh. Cũng giống như ở đây, khi mà ECG cầu nguyện cho dân sự thì dân sự được Chúa làm. Bây giờ chúng ta thấy, để có thể cái lời cầu nguyện của người lãnh đạo được Chúa nhận lời thì cần có những điều gì vậy? Chúng ta mới vừa xem được giới thiệu qua ở trong đoạn 29 đó, thì cái điều đầu tiên mà Ezechia làm đó là Ezechia lặp lại sự thờ phượng Đức Chúa Trời một cách đúng đắn. Lặp lại sự thờ phượng. Nhiều khi chúng ta cầu nguyện mà là cầu nguyện chúng ta không được Chúa nhận. Chúng ta thường hay trách Chúa, chúng ta trách người này, chúng ta trách người kia. Nhưng chúng ta không có xét chính mình. Bởi vì chính chúng ta cần phải xét lấy mình. Sự thờ phượng của chúng ta có trở lại đúng với cái quỹ đạo, cái sự trật tự mà Chúa Ngài muốn không? Giả sử như chúng ta không có dành thời gian để ở riêng với Chúa, không có thời gian để thờ phượng Đức Trời. Khi chúng ta gặp nan đề thì lúc bấy giờ chúng ta mới chạy đến với Chúa. Thì bà chị em nghĩ rằng lời cầu nguyện của chúng ta được lắng nghe không? Tôi đã chia sẻ với bà chị em trong tuần trước nữa, đó là lời cầu nguyện của cái người yếu đuối. Người này yếu đuối vẫn được Chúa nghe. Tất cả lời cầu nguyện chúng ta được Chúa nghe. Nhưng vấn đề ở chỗ tại sao Chúa cần chúng ta phải cùng hiệp một để chúng ta cầu nguyện? Và Chúa cần chúng ta phải sửa lại đền thờ. Cũng giống như là Eli. Sau khi đền thờ, bàn thờ đã bị ba anh, những người lãnh đạo ba anh, những người lãnh đạo ác tạc tê, đã làm cho cái đền thờ của Chúa trở nên dơ bẩn, ô uế. Thì trước khi phép lạ xảy ra, Eli đã sửa lại cái bàn thờ. Lúc bây giờ nhân sinh không hiểu được đâu là Đức Chúa Trời, đâu là ba anh. Dân Israel không biết. Và Eli đã trách dân sự của Chúa là gì? Cứ đi dẹo hai bên trên đất nào? Nếu do là Chúa Trời thì theo Ngài, còn ba anh là Chúa Trời thì cứ theo Ngài. Cho nên cái việc sửa lại đền thờ là một điều cực kỳ quan trọng. Nó mang cái tính sống còn và mang tính quyết định để cho lời cầu nguyện của tôi và chị em được Chúa Ngài lắng nghe. Amen chị em. Như vậy chúng ta xem lại, trước khi chắc bất cứ ai, chúng ta xem lại đền thờ này. Chúng ta xem lại coi, chúng ta có yêu Chúa, chúng ta có dành thời gian để tìm kiếm Chúa, chúng ta có dành thời gian để thờ phượng Đức Trời hay không? Trong đời của Ô-si-a, Kinh Thánh ghi lại, Ô-si-a đã rất lòng tìm kiếm Chúa, và ông tìm kiếm Chúa bao lâu thì Chúa cho ông đặng thành công và thịnh vượng bấy lâu. Gần đây tôi thấy được rằng cái kinh tế của Việt Nam chúng ta đi xuống, nhưng có một điều tôi thấy được, cái tấm lòng yêu mến Chúa của Hội Thánh được tăng lên. Và ngay trong cái dịch bệnh, những lúc khó khăn, nhưng mà Hội Thánh Chúa vẫn có một cái sự trung tín nhóm lại và trung tín dân hiến các bạn ạ. Rất là ngạc nhiên luôn chị em. Rất là ngạc nhiên.
Và Chúa đã làm những cái dấu kỳ phép là khi chúng ta hết lòng để tìm kiếm Chúa. Mà cái thời giờ mà chúng ta thờ buổi Chúa ngày chủ nhật nó giống như là cái trách nhiệm. Nhưng mà cái buổi cầu nguyện ngày hôm nay này, nó không phải là trách nhiệm mà là sự tự nguyện. Amen chị em. Khác biệt không ạ? Yeah. Nếu chúng ta làm một cái việc đó mình trách nhiệm, giả sử như chúng ta phải giặt một cái mẻ đồ cho gia đình, đó là trách nhiệm. Nhưng mà nếu chúng ta bằng cái tình yêu để chúng ta phục vụ thì hoàn toàn nó khác. Cho nên chúng ta cảm tạ Chúa, anh chị em đã có mặt ở đây để cùng nghe lời Chúa, cùng thờ phượng Chúa và cùng nhau dâng lời Chúa lời cầu nguyện. Chỉ có vài người được mời để đại diện cầu nguyện. Nhưng mà những người được mời đại diện cầu nguyện đây thì chúng ta tập trung vào chúng ta amen với họ thì lời cầu nguyện đó cũng có sự dư phần của chúng ta ở trong đó. Và Đức Chúa Trời Ngài nhìn thấy được tấm lòng của chúng ta. Cho nên điều đầu tiên đó là gì? Là phải sửa lại cái đền thờ. Hallelujah. Đền thờ của tôi và anh chị em có cần sửa lại chỗ nào không? Yeah. Chúng ta cần sửa lại cái chỗ nào mà thấy rằng là nó không đẹp. Kinh Thánh nói như thế này: thân thể anh em là đền thờ của Chúa Thánh Linh. Và anh em được chuộc bằng giá cao rồi, cho nên hãy lấy thân thể mình làm sáng danh Đức Chúa Trời. Vậy chỗ nào cần sửa? Chỗ nào không sáng danh Chúa thì cần sửa lại. Amen. Chúng ta nhớ ngày xưa ai đã từng đốt đèn dầu ạ? Chúng ta đốt đèn dầu và cái đèn của nó cháy, anh em thấy rằng là nó sáng, nhưng mà khoảng chừng một hồi thì chúng ta thấy rằng là nó ngưng lại. Thực tế không phải hết dầu, không hết dầu, dầu nó vẫn còn, kiểm tra dầu vẫn còn, nhưng mà nó không sáng. Và khi gỡ cái ống khói ra thì nó lại sáng. Thì ra là cái ống khói đó nó bị đóng khói. Anh chị em nghĩ mỗi một ngày qua đi trong đời sống của chúng ta, cái ống khói thuộc linh chúng ta có bị dơ không? Trong ngôn thì dạy chúng ta là khá cẩn thận giữa tấm lòng của con thân hết, vì các nguồn sự sống dơ lên nó mà ra. Cái lòng có thể đầy sự sống, cái lòng đầy sự sống, nhưng mà anh chị em biết rằng để có thể sự sống của Chúa tuôn chảy thì cái ống dẫn nó không bị nghẹt. Bên trong có thể đầy dầu, nhưng mà bên ngoài nó bị ố. Vừa rồi có một em hỏi tôi: thầy ơi, bây giờ mình có đi dự đám giỗ và mình chỉ ăn đồ ăn mút ở dưới cái nồi mà không có ăn đồ ăn cung, được không? Tôi nói về một phương diện không có gì sai cả, bởi vì đồ nó đâu có cuốn đâu. Nhưng một phương diện nếu là tôi thì tôi chọn tôi không đi ăn. Bởi vì nếu như tôi đi ăn như vậy, tôi tham dự vào như vậy, thì vô hình chung tôi đã làm gương xấu và người khác nhìn vào tôi và bắt phạm. Chúa phạt cái người nó làm cho người khác bắt phạm nặng lắm á. Anh chị em nhớ tội đó phạt như thế nào không ạ? Cho nên nếu các người làm cho một đứa trẻ tin danh ta mà sa vào bắt phạm hay là phạm tội, thế tha lấy cỏ đá cột vào cổ của nó. Không phải cột vào cái cổ của đứa bé đâu, cái cổ của cái người làm bất phạm á, quăng xuống biển còn hơn. Tại vì Chúa thấy rằng là cái điều mà đứa bé này nó vô tình, nó trong sáng, nó cần được sự chăm sóc, nhưng mà vô hình chung thì chính chúng ta lại trở thành một cái cớ bất phạm cho nó. Ba-la-am đã bị lên án bởi vì Ba-la-am đặt một cái hòn đá bóp chân cho dân Israel để con gái của Israel lấy con trai của người ngoại và con trai Israel lấy con gái của người ngoại, và họ tạo một cái cớ vấp phạm. Và Chúa đã trách, Chúa đã trách. Cho nên xin Chúa ngài cho tôi và anh chị em, chỗ nào trong chúng ta nó chưa sáng, xin Chúa cho chúng ta làm gì? Sửa lại. Nếu chúng ta không sửa thì Chúa ngài sẽ chùi. Ta sẽ nhắc lại nha. Nếu chúng ta không sửa thì Chúa sẽ chùi. Chúa chùi như thế nào ạ? Kinh Thánh ở trong Ma-thi đoạn 3 câu 3 nói rằng là Chúa ngài ngồi như người luyện mạng và ngài chùi các con trai Lê-vi
để cho chúng nó sạch như vàng và bạc. Xin hỏi quý cô đã từng chùi nồi vào dịp Tết chưa? Ngày xưa là nấu rơm, nấu củi, nấu lò xô, nấu dầu. Cho nên cái bụi than nó dơ lắm. Và tôi thấy rằng bắt đầu ngày 20 mấy Tết ha, bắt đầu lôi ra hết, bắt đầu ngâm. Ngâm rồi bắt đầu là dùng những cái ở vùng quê thì lại dùng cái sơ mướp, gọi là sơ dừa mà chùi. Và tôi thấy các cô chùi rồi cái để là cái ngắm nghía, chùi cái tạt nước để là ngắm nghía, chùi một hồi tạt nước để là ngắm nghía. Và theo chị em thì đến khi nào thì mới hài lòng? Cho đến khi hình ảnh của các cô được in vào trong cái nồi đó, cái chỗ mà chùi đó. Chúa ngài chùi cho đến khi khi mà người ta nhìn vào, người ta thấy đấng Christ ở trong ta. Amen. Như vậy anh chị em muốn được Chúa ngài nhậm lời thì chúng ta cần phải lặp lại các sự hờ vượng, lặp lại các sự hờ vượng. Ma quỷ nó không có thích anh chị em lặp lại sự hờ vượng đâu. Khi anh chị em quyết tâm để làm một cái gì đó cho Chúa, khi chúng ta quyết tâm để sống cho Chúa, khi chúng ta quyết tâm để lặp lại cái sự thờ phượng, thì bắt đầu chuyện này, chuyện kia, chuyện nọ đủ kiểu hết. Nó chính là cái sự ngăn trở để khiến anh chị em không thể nào trở lại trong sự thờ phượng Chúa được. Khi tôi bắt đầu ngồi Chúa, những ngày bình thường vợ chồng không bao giờ có chuyện gì buồn hết, nhưng mà cứ chiều với tối thứ bảy là bắt đầu có chuyện. Nhiều cái chuyện quá điểm lại, nhiều cái chuyện của các con chút xíu vậy đó, cái vợ chồng nói qua nó lại buồn. Và tôi thiệt với em buồn là ngạc sao giảng không nổi, rất là vất vả, rặn ra từng câu. Tôi thấy bị mắc mưu và tôi quyết định, Chúa ơi sửa lại, quyết định xin Chúa giúp con, xin Chúa giúp vợ chồng con, để chúng con sẽ yêu thương nhau và chúng con có thể tha thứ, vì sự yêu thương khỏa lấp vô số tội lỗi. Cảm tạ Chúa, bắt đầu kể từ đó chúng tôi đã vượt qua được cái bài thi đó. Nếu chúng tôi không đắc thắng được thì chúng tôi không thể nào dạy cho ai được. Quý xin Chúa ngài giúp đỡ để rồi tôi và anh chị em bắt đầu lặp lại cái sự thờ phượng Đức Chúa Trời. Amen. Điều thứ hai đó là chúng ta thấy rằng dân người Lê-vi phải dọn sạch đền thờ. Cái trách nhiệm của người Lê-vi phải dọn sạch đền thờ, dân sự thờ phượng Chúa, nhưng mà người Lê-vi phải có trách nhiệm. Vậy là người Lê-vi là ai? Là tôi, là anh chị em, là những người đang giúp đỡ cho người khác. Chúng ta muốn giúp đỡ người khác thì chúng ta cần phải dọn sạch cái bàn thờ của chúng ta. Người lãnh đạo cần phải dọn sạch cái bàn thờ của người lãnh đạo trước, rồi chúng ta mới có thể giúp đỡ cho người khác. Giống như câu kinh thánh là gì? Người nhìn cái thấy cái rác trong mắt anh em, nhưng mà cái đà ở trong mắt chúng ta thì Chúa nói này, Chúa là lấy cái đà ra khỏi. Cái đà đó có thể là một cái vấn đề gì đó ở trong chúng ta. Cái đà đó cũng có thể là cái lỗi lầm của chúng ta. Cái đà đó cũng có thể là cái điều mà người khác làm cho ta bị tổn thương. Cái đà đó cũng có thể là những cái sự ngăn trở mà hoặc là cái sự yếu đuối nào đó của chúng ta. Và Chúa nói thì chúng ta hãy lấy nó ra để chúng ta có thể giúp đỡ cái rác đó này mình được. Cho nên người Lê-vi hay nói cách khác là người lãnh đạo cần phải có một cái sự thay đổi dứt khoát để chúng ta lời cầu nguyện chúng ta mới được nhầm lại. Cái người lãnh đạo gia đình thì cần thay đổi điều gì? Chúng ta cùng xem lời Chúa ở trong Thi-thiên thứ nhất chương 3 câu số 7. Thi-thiên nhất chương 3 câu 7. Tôi xin đọc nhanh ở đây. Hỡi người làm chồng hãy tỏ ra khôn ngoan trong sự ăn ở với vợ mình, như là giống yếu đuối hơn. Vì họ cùng anh em hưởng phước sự sống nên phải kính nể họ, hầu cho không có điều gì làm rối loạn sự cầu nguyện của anh. Ở đây Chúa đòi hỏi ở người chồng. Tại sao vậy? Khi Adam phạm tội thì Chúa ngài hỏi ai trước? Adam. Ủa, ai phạm tội trước? Adam bị con rắn dụ dỗ. Nhưng mà khi Chúa hỏi thì Chúa hỏi Adam, con ở đâu? Con có ăn trái cây ta dặn con ăn không?
Tại vì sao Chúa hỏi Adam chứ? Bởi vì Adam là người được giao cho trách nhiệm. Kinh Thánh nói gì? Chồng là gì? Đau vợ. Và tôi nói với chị em, những anh em nào chuẩn bị bước vào hôn nhân, như Huy nè, như là Ngoan nè, như là Hùng nè, và những người đang ở trong hôn nhân, thì Chúa Ngài đòi hỏi chúng ta là người lãnh đạo gia đình. Chúng ta có thể đủ cái sự kính sợ Chúa, chính người lãnh đạo gia đình cần phải dọn sạch cái đền thờ của mình chứ. Chúng ta phải cùng chuẩn bị chứ. Chúng ta không đổ lỗi cho gì là tại vợ mình thế này, tại vợ thế kia. Cho nên khi anh chị em thay đổi, khi chị em dọn sạch đền thờ như điều Chúa đòi hỏi, thì nếu vợ chưa thay đổi, việc đó để cho Chúa xử, chúng ta không cần phải quan tâm. Nhưng mà phần mình phải làm trước đã. Còn nếu người vợ thì làm sao? Hỡi người làm vợ hãy phục chồng mình, hầu cho nếu có người chồng nào không vâng theo đạo, dẫu chẳng lấy lời khuyên bảo chỉ bởi cái đang ở của chị em, cũng đủ hóa theo. Nếu chị em làm theo lời Chúa mà chồng không thay đổi, phần đó để cho Chúa xử. Dễ phải không? Dạ, không dễ đâu. Chúng ta xem thêm cái người lãnh đạo cần phải làm gì nữa. Timôthê nhì đoạn 2 câu số 8. Timôthê nhì đoạn 2 câu 8. Vậy ta muốn những người đàn ông đều giơ tay thánh sạch lên trời mà cầu nguyện khắp mọi nơi, chớ có giận dữ mà cãi cọ. Đó là trách nhiệm của người đàn ông. Vì người đàn ông được Chúa giao cho quản trị đất. Người đàn ông được Chúa giao cho quản trị gia đình của mình. Người lãnh đạo hội thánh cũng được Chúa giao cho quản trị. Cho nên ở đây nói gì? Phaolô nói gì? Ta muốn những người đàn ông ở trong hội thánh phải đưa cái tay thánh sạch, đưa tay thánh sạch lên trời mà cầu nguyện. Tại sao phải đưa tay? Sự đưa tay cũng là sự tôn cao Chúa. Sự đưa tay cũng là sự đầu hàng Chúa. Sự đưa tay cũng nói rằng thưa Chúa, con sẵn sàng bàn tay con không còn vấy những cái vết dơ nữa. Khi nào người đàn ông, người chủ gia đình dùng đến sức mạnh thuộc thể, khi nào dùng tới nắm đấm, khi không có đủ uy quyền thuộc linh. Nếu chúng ta có đủ uy quyền thuộc linh theo như lời hứa của Chúa, chúng ta cầu nguyện phép lạ xảy ra trong gia đình của chúng ta, xin trật tự nó trở lại. Tôi chia sẻ điều này không phải nhằm cái mục đích là lên án và định tội, nhưng cho chúng ta soi lại trong lời của Đức Chúa Trời, để hỏi những người nam là người lãnh đạo của gia đình, những người lãnh đạo điểm nhóm, những người lãnh đạo hội thánh, chúng ta hãy đưa cái tay thánh sạch của mình lên trời cầu nguyện. Và chớ có giận dữ và cãi cọ. Thật lớn chúng ta cãi thì nó giỏi lắm, nhưng giờ đưa ta thánh thành lên trời cầu nguyện thôi không được. Xin Chúa ban ơn để rồi chúng ta sẽ học tập lấy như là Ê-xê-chia để dọn sạch đền thờ và ra lệnh cho người Lê-vi phải bắt đầu dọn sạch đền thờ. Cái điều thứ ba đó là gì? Là Ê-xê-chia bắt đầu dâng của lễ. Chúng ta ngày hôm nay chúng ta dâng của lễ như thế nào? Ở trong Hebrew đoạn 13 câu 15 dạy cho chúng ta về cái cách dâng của lễ. Đó là dùng môi miệng của chúng ta xưng danh của Chúa ra. Đó là tế lễ của sự ngợi khen. Chúng ta có cái tế lễ chuộc tội, đó là bằng cách là xưng nhận lỗi lầm của mình ra trước mặt Chúa, thì huyết của Giêsu Con Đức Trời làm sạch mọi tội chúng ta. Và chúng ta có tế lễ của sự ngợi khen, đó là môi miệng xưng danh của Chúa ra, ca ngợi danh Chúa. Khi nãy chúng ta đang hát hãy tôn vinh Ngài, hồn ta hỡi hãy ngợi khen Đức Chúa Trời. Đó chính là chúng ta đang dùng tế lễ bằng sự ngợi khen xưng danh Chúa ra. Đưa đầu tay lên cao, con thờ phụng Chúa với cả tâm linh con hướng về Ngài. Đó là chúng ta dâng tế lễ bằng sự ngợi khen tôn vinh Chúa. Ê-xê-chia đã chẳng những là gì lặp lại cái sự thờ phượng của dân chúng, nhưng mà Ê-xê-chia còn ra lệnh cho Lê-vi, người Lê-vi phải dọn sạch đền thờ và bắt đầu chính bản thân ông dâng tế lễ. Bạn xem biết không, nhiều người lãnh đạo là muốn dân sự dân tế lễ, nhưng mà bản thân lãnh đạo không dân tế lễ. Nhiều người lãnh đạo muốn dân sự dân mọi người,
nhưng người lãnh đạo thì không cho mọi người. Và như vậy chính cái điều mà chúng ta không làm đó, nó giới hạn cái lời cầu nguyện của chúng ta. Ma quỷ nó sẽ kiện cáo: thưa Chúa, Ngài dạy rất là hay, dạy cho người khác cho mọi người, nhưng bản thân người này không cho mọi người. Cho nên người dạy, người này dạy về sự trung tín, nhưng người này không có trung tín. Nó kiện cáo và nó sẽ tạo cái sự ngăn trở, hợp pháp để tạo sự ngăn trở để lời cầu nguyện chúng ta bị giới hạn. Nó hợp pháp. Cho nên xin Chúa cho chúng ta là cái người lãnh đạo gia đình, để có thể gia đình mình dân tế lễ, thì chính chúng ta là người dân tế lễ. Để cái điểm nhóm của mình dân tế lễ, thì chính chúng ta là người lãnh đạo, chúng ta dân tế lễ cho Chúa. Để điểm nhóm của mình, những anh em, những con cái Chúa trung tín để đọc Kinh Thánh, thì chúng ta là người sẽ trung tín để đọc Kinh Thánh mỗi ngày, mỗi ngày. Yeah. Và cái điều cuối cùng tôi cùng học với bà chị em đây, đó là giữ cái lễ vượt qua. Giữ lễ vượt qua có nghĩa là gì? Lễ vượt qua mà chúng ta đọc ở trong suốt đoạn thứ 12, thì cái lễ đó là dân sẽ phải giết một con chiên, mỗi nhà phải giết một con chiên, và nếu nhà nào ăn không hết cái con chiên đó thì kêu gọi cái nhà lân cận cùng ăn chiên con. Và chiên con đó phải được quay ở trên lửa, cả đầu, bộ lòng và giò đều được quay, và quay cho thật chín, chứ đừng có ăn nữa, sống nữa chín. Khuyết thì lấy môi trên mài cửa và hai cột cửa, còn thịt thì quay và ăn với rau đắng và bánh không men. Đây là ý nghĩa của cái việc giữ lễ vượt qua. Chúng ta ngày hôm nay, chúng ta giữ lễ vượt qua mỗi tháng, đó là cái lễ tiệc thánh. Hội thánh đầu tiên giữ lễ vượt qua mỗi ngày, và họ giữ lễ vượt qua mỗi khi nhóm lại thờ phượng Chúa. Họ bẻ bánh, họ nhắc cho nhau nhớ về sự thương khó của Chúa. Cho nên dịp lễ vượt qua nó không phải là buổi lễ giống như là dân Israel ngày xưa đã làm, như buổi lễ ngày hôm qua, buổi lễ qua ngày hôm nay mà chúng ta thực hiện, đó là chúng ta làm theo cách trong thuộc linh hay là trong thánh linh. Yeah. Bao gồm có cái gì? Có rau đắng, có rau đắng, hình ảnh của sự ăn năn, bánh không men, đó là sự thật thà của lẽ thật. À, tôi quên cung cấp cho bà chị em cái câu kinh thánh. Chúng ta cùng xem ở trong Côrintô thứ nhất chương thứ 5, từ câu 6 cho đến câu 8. Thật anh em chẳng có cớ mà khoe mình đâu, anh em há chẳng biết rằng một chút men làm cho cả đống bột dậy lên sao? Hãy làm cho mình sạch men cũ đi, hầu cho anh em trở nên một nhồi mới không men. Như vậy, như anh em là bánh không men vậy, vì Đấng Christ là con sinh lễ vượt qua chúng ta đã bị giết rồi. Vậy chúng ta hãy giữ lễ, chớ dùng men cũ, chớ dùng men gian ác độc dữ, nhưng dùng bánh không men của sự thật thà và của lẽ thật. Chúng ta không có làm theo cách cũ của văn tự, nhưng chúng ta làm theo cách mới của Thánh Linh. Như vậy ở đây Phaolô nói là gì? Hãy làm cho mình sạch men cũ. Men cũ là gì? Đó là men gian ác độc dữ. Men gian ác độc dữ. Chúa đã từng trách dân Israel khi họ kiêng ăn cầu nguyện. Chúa nói là khi các ngươi kiêng ăn cầu nguyện như thế thì không nghe được, không nghe thấu được trên cao, ở nơi cao. Và trong Ê-sai đoạn 58 nói rõ: bởi vì khi ngươi kiêng ăn cầu nguyện, các ngươi tìm kiếm sự đẹp lòng mình. Khi ngươi kiêng ăn cầu nguyện thì các ngươi nắm tay đánh nhau cọc cằn. Mà Chúa nói sự cầu nguyện đó ta không nghe. Và Chúa cũng dạy về sự kiêng ăn thật. Trong cái phạm vi buổi chiều hôm nay, chúng ta muốn nói đến anh chị em và tôi, chúng ta trước khi lời của chúng ta dâng lên cho Chúa, thì chúng ta cần phải dẹp đi cái men cũ. Men cũ đó của tôi biết,
và men của nó, của anh chị em hiếm. Cái men đó Chúa ngài không vui. Chẳng hạn như nếu tôi vừa ca ngợi Chúa nhưng tôi rủa xả anh em của mình, thì cái men đó Chúa không bao giờ chịu đem đâu. Tại sao? Cùng một cái nguồn mạch thì không thể ra nước ngọt và nước đắng được. Cho nên xin Chúa ngài cho chúng ta xử lý cái men cũ, đó là men gian ác độc dữ, để nó không có làm dậy cái đấng bột lên. Rồi Kinh Thánh nói tiếp là anh em giống như bột nhồi mới không men, như anh em là bánh không men vậy. Cái bột nhồi mới mà không có men á, thì cái bột đó nếu là một cục bột đó thì để qua đêm thì cục bột nó vẫn là cục bột, nó mới dậy lên. Nhưng mà nếu có nhồi men luôn thì qua đêm cái bột nó bình lên có thể gấp 10 lần cái cục bột kia. Anh chị em có thường truyền men cũ cho nhau không? Có không ạ? Chúng ta thường truyền men cũ cho nhau nhiều lắm. Giả sử như một cái vấn đề gì đó, tôi truyền qua người khác, người khác đang là bột không men, mà cứ truyền thì người đó tiếp nhận, tiếp nhận tự nhiên nó đung 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 lên, thì đó là gì? Men nó đã vô bột rồi. Mà cứ thế, nếu bột mà nó đã lên men rồi, nó lại truyền tiếp thì sao? Tất cả các nồng độ của bột nó đều bùng lên hết, và chúng ta sẽ thấy nan đề lớn xảy ra trong hội thánh của chúng ta. Cho nên thường những cái việc gì rồi mà xảy ra, tôi trước nhất tôi phải cầu nguyện với Chúa trước khi tôi nói một cái lời gì đó, trước khi tôi tham gia vào một cái đề gì đó, thì tôi cầu nguyện với Chúa. Tôi cầu nguyện với Chúa, cái lời này của con nói, anh em con có bị tổn thương không? Nếu anh em tôi từ chối tôi vẫn không quan trọng cái vấn đề anh em tôi từ chối hay không, nhưng tôi phải suy xét rằng cái điều tôi làm có làm tổn thương anh em tôi không? Đó là bột không men anh chị, bột không men. Cho nên ở đây chứ đâu có lỗi gì, nhưng dùng bánh không men đó là sự thật thà của lẽ. Buổi chiều hôm nay xin Chúa ban ơn và sức dầu cho tôi và chị em khi lời cầu nguyện chúng ta được dâng lên trước mặt Chúa, thì xin Chúa cho tất cả các lời cầu nguyện này nó phải đạt được những cái yếu tố nào. Trở lại cái phần Kinh Thánh mà chia sẻ, Đức Giê-hô-va lắng nghe lời cầu nguyện của Ê-xê-chia. Để có thể được lắng nghe, bốn điều anh chị em có thể cùng lặp lại với tôi. Điều thứ nhất đó là thiết lập lại sự thờ phượng. Điều thứ hai đó là người Lê Vi phải có trách nhiệm dọn sạch đền thờ. Những người lãnh đạo gia đình, những người lãnh đạo thánh có trách nhiệm dọn sạch đền thờ. Cái điều thứ ba đó là người lãnh đạo phải dâng của lễ. Và cái điều thứ tư đó là người lãnh đạo cùng dân sự phải giữ lễ vượt qua. Và trọng tâm của lễ vượt qua đó là bánh không men, rau đắng và chiên con, thịt của chiên con. Và anh chị em biết thịt chiên con quay là sao không? Là sao quay thịt đây? Nướng lên lửa đúng không ạ? Cho nên khi nó chín. Có bao giờ một câu Kinh Thánh mà anh chị em phải suy nghĩ rất nhiều cho nó được cặn kẽ, rồi cuối cùng là chúng ta nhận được lẽ thật ở trong đó không? Đó chính là thịt quay đó. Tôi nghĩ là những người mà đã giảng, đã quay thịt rồi. Những người đã, các em trong khóa 22 đã từng giảng, đã quay thịt rồi. Và những người đang giảng, trước khi bài giảng, đến giờ đến nhân sự, chúng ta đã quay thịt rồi. Tức là phải nghiên cứu thật là kỹ, để lời của Đức Trời khi đến với nhân sự, thì lời đó sẽ đem lại sự gây diện cho nhân sự của Chúa. Cảm ơn Chúa. Nguyện cho lời cầu nguyện của Ê-xê-chiên đã được Chúa ngài nhậm lời và ngài chữa lành cho dân sự, thì lời cầu nguyện của tôi và anh chị em ngày hôm nay được Chúa ngài chữa lành chúng ta và chữa lành dân sự của ngài. Amen chị em. Dạ. Xin Chúa ngài ban phước để từng thành viên một, từ là người lãnh đạo cho đến dân sự của Chúa, chúng ta lời cầu nguyện chúng ta sẽ được Chúa nhậm ngày hôm nay một cách hiệu quả.
tôi mong rằng lời cầu nguyện của tôi và anh chị em, cái tỷ lệ cầu nguyện được nhận sẽ tỷ lệ thuận với cái đời sống của chúng ta ở trong Chúa. Hallelujah. Xin chúc mừng cho tất cả anh chị em. Xin nhờ giao giờ lại cho người anh em hướng dẫn. Mời cô tâm tâm cầu nguyện cho bài học cô ơi. Cô tâm tâm ơi. Thưa cha, chúng con dâng lời ngợi khen Chúa vì sứ điệp của Ngài buổi chiều hôm nay nhắc nhớ cho chúng con biết thế nào chúng con phải thiết lập lại sự thờ phượng Chúa ở trong gia đình của chúng con. Ngài nhắc nhớ cho chúng con biết cái phương cách để được Chúa nhậm lời là thế nào. Cầu xin Thánh Linh của Chúa Ngài cho chúng con nhìn thấy những sai trật trong đời sống của chúng con, để chúng con có thể dọn bàn thờ lòng của chúng con, để chúng con thiết lập sự thờ phượng, thiết lập một cái sự thờ phượng mới nữa và mới mỗi ngày, để hồi cho đất nước chúng con, gia đình chúng con, tất cả các con cái của chúng con, hội thánh của chúng con đều được phước và đều được Ngài nhậm lời. Con cảm tạ ơn Chúa. Nguyện lời của Chúa chiều hôm nay đóng ấn trong linh hồn của chúng con, không để cho nó qua đi. Hỡi Chúa, xin Ngài nhắc nhớ chúng con luôn luôn, mỗi ngày đều phải thiết lập sự thờ phượng Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa nhiều lắm. Con dâng sự vinh hiển và cao trọng lên cho Ngài vì hiệp chung cầu nguyện. Nhân danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen. Amen. Hallelujah. Chúa ban phước cho con. Mời thắm chúng ta mở lên màn hình được thì chúng ta mở lên đi. Giờ này là giờ dâng lại tạ Chúa ơi. Chúng ta có là làm chứng nào thì chúng ta dâng là làm chứng, và ai có là cầu thai thì chúng ta cũng đưa nghe ra luôn. Dạ, bây giờ xin phép nha, tôi xin tạm biệt quý vị nha, tôi phải đi liền đi lên đi ngoài cho kịp cái buổi giảng hôm nay. Dạ, cảm ơn thưa thầy ạ. Dạ.